Xin chào cả nhà. Thì mùa hè năm nay á, bên công ty của mình bán lộ đảo trần rất rất là nhiều luôn. Trong đó là vừa là dòng đảo trần của Senco và vừa là dòng đảo trần của Harley. Hiện nay cái dòng Harley này nó mới ra những cái sản phẩm mới mọi người, nhưng mà được khách hàng tiếp cận và ưa chuộng thích rất là nhanh luôn. Mình phải nói tiếp cận với thị trường rất rất là nhanh luôn nha cả nhà. Đây là một trong những cái lộ quạt đảo trần của hãng Harley này. Thì cái quạt này giá thành nó tương đối là cao, nhưng mà vì chất lượng sản phẩm của nó thì rất là tốt và rất là đẹp mắt, cho nên khách hàng đã không ngại là một sản phẩm mới, hoặc là cũng không ngại đây là sản phẩm đắt tiền hơn so với những sản phẩm trước đây, ví dụ như là Senco. Thì hiện tại cái dòng này có giá từ 500.000 trở lên đối với một sản phẩm. Đây mình đang ráp cho mọi người xem, đây là một cái quạt đảo trần của Harley loại dùng hộp số nha cả nhà, không phải là dòng điều khiển này. Thì đối với cái quạt này nó lắp ráp cũng khá là nhanh, chỉ có việc bắt lên viên trần là khá là và khó, vì nó phải có phụ kiện đi kèm, phải có thợ thì lắp mới được, nếu không là nó rất là nguy hiểm. Thì đối với cái dòng Harley này mọi người, nó có rất là nhiều loại quạt mà bán chạy trong mùa hè này nè. Là mình phân phối cái quạt này 3 năm rồi, và đến năm ngoái với năm này thì doanh số mình bán cái quạt này rất là cao, nhanh lắm. Thì ở đây nó sẽ có một số dòng mà được khách hàng rất là thích. Thứ nhất đó là treo điều khiển này, có rất là nhiều loại treo điều khiển, và có loại quạt đứng đen, tức là lồng cánh đen, thân đen. Thì đó là quạt DC199, đó là một loại quạt có công suất là 80W nha cả nhà, 80W. Và loại quạt sàn đen cũng công suất 80W, giá nó tầm trên dưới là 500.000 thôi. Và một lò bán chạy của Harley nữa đó là đảo trần, bao gồm cả điều khiển và không có điều khiển. Rồi quạt công nghiệp, đặc biệt quạt công nghiệp của Harley cực kỳ đẹp và nó rất là êm nha cả nhà. Có công suất từ 65 cho đến 47 cho đến 65, 80, 100, 120, 160. Rất là nhiều loại cho mọi người lựa chọn. Nếu khách hàng mà mọi người có nhu cầu mua quạt Harley thì mọi người có thể liên hệ với màn hình bên dưới của mình. Đây là một cái gờ, mọi người thấy không? Cái gờ đây là cái gờ khóa lồng của hãng. Nó có rất đặc biệt và rất là lạ so với hãng khác. Thì nó có một cái niềng và có cái gờ khóa niềng như thế này, rất là chắc chắn. Cái quạt này nó rất là êm nha cả nhà. Đây mọi người thấy này, đó, chất lượng này, kiểu dáng rất là đẹp và sang trọng luôn này. Riêng cái dòng Harley này thì mình cam kết với mọi người là nó sẽ rất là êm. Đối với loại Harley như thế này thì bên hiện nay nó sẽ có hai loại, một loại là hộp số như thế này và một loại là sẽ có remote để mình điều khiển. Thì đối với loại hai loại này nó sẽ chênh lệch nhau mấy chục ngàn thôi. Nếu mọi người có điều kiện thì dùng một cái remote điều khiển thì nó sẽ xịn hơn và nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Thì trong video tới mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái loại quạt đảo trần của Harley mà loại có điều khiển nha.